Chú chó với tính cách tự lập và thích sự riêng tư. Một chiếc leo thích tự lập đi ngủ sẽ như vậy nè. Đây, nệm đây rồi, con soạn theo ý con ha. Ảnh trải cái nệm xấu quá hà. Vậy đó chứ ảnh không có cho ai trải giùm hết á. Đây là leo, leo tự lập và leo thích không gian riêng tư. Đó là đôi lời giới thiệu sương sương khi nói về chú chó này. Ai mà trải cho nó xong là một xíu là nó tự trải lại thôi, không có ưng. Khó lòng dữ lắm. Nệm mà dơ là lấy tay phủi, phủi cho sạch. Rồi trải theo ý mình rồi mới chịu nằm nha. Chứ mẹ đừng có đụng vô. Mẹ ảnh kể là bạn này sống có chính kiến lắm, không thích theo ý ai hết á. Mọi thứ mà thuộc chủ quyền của leo là phải theo ý leo. Giường ngủ là phải tự soạn mới chịu, chứ mẹ mà đụng vào là chê. Thích tự lập, chê mẹ soạn giường không có đẹp. Cho nên là phải tự soạn lại rồi coi soạn lại thấy gớm không. Soạn sắp đẹp chưa con? Sắp xong chưa? Rồi đẹp quá, cái leo soạn cái giường đẹp quá. Hồi sau cũng tự dọn lại hết. Lạnh thì tự đắp mền, chứ đồ mền không thích ai đụng vào. Trai này lớn rồi, yêu cầu đời sống cá nhân dữ lắm, nên mới mua cho em cái nhà riêng nhỏ nhỏ đó chứ. Kiểu này nếu được, chắc nó còn muốn tự ra thuê trọ sống riêng cũng nên quá cô chú ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.